Đất nền Cam Lâm hiện tại là đang là từ khó đang được trên thị trường bất động sản của Việt Nam. Chào mừng tất cả quý chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đức Hùng, chuyên gia tư vấn bất động sản và nhà đầu tư bất động sản cá nhân chuyên nghiệp. Và hiện tại Hùng đang đứng đây là chính là con đường quốc lộ 1A. Thì tương lai sẽ là con đường được trở thành là con đường nội đô của thị trấn Cam Đức và của huyện Cam Lâm. Và bây giờ ngày hôm nay thì Hùng muốn chia sẻ với mọi người về một cái cơ hội đầu tư, là một cái cơ hội nhân 2, nhân 3 dòng tiền dành cho chị. Và hiện tại là Hùng đang đứng trên vị trí đất là thôn Bãi Dí 2 của xã Cam Hải Tây của huyện Cam Lâm. Chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ mất 20 phút di chuyển thôi. Và bây giờ Hùng mời tất cả các bạn cùng các anh chị cùng các quý nhà đầu tư cùng với Hùng đi khám phá về cái hạ tầng của cái vị trí đất này nha. Xin mời tất cả anh chị. Và bây giờ là chính là về cái hạ tầng của cái vị trí đất Hùng đang giới thiệu cho anh chị nha. Phía bên tây phải của Hùng đây nè anh chị, phía tây phải của Hùng đây nè, chính là những cái vị trí phía trong cùng cái mặt tiền quốc lộ 1A này là sẽ có 4 nền nè, A1, A2, A3 và A4. Những cái lô này sẽ là hướng đông nha anh chị. Và tiếp theo đây, và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá về phía bên trong đây. Thì như anh chị thấy ở đây thì hạ tầng là hai xe ô tô chấn đầu nha anh chị. Ở thời đặc đèn đường là có đầy đủ này. Phía bên đây là những cái vị trí đất là những từ A5 cho tới những cái lô A33. Còn phía bên tây mặt mình đây, phía trong cùng là B1, B2, B3 và B4. Anh chị. Và tương tự là chính là B5, B6, B7 và đến B33 nha anh chị đó. Nha anh chị đó, đây là về cái hạ tầng là hai xe ô tô chấn đầu nha anh chị đó. Như anh chị thấy đó, ở đây là có là đèn đường này, hạ tầng đèn đường ở đầy đủ này, có hệ thống cấp thoát nước luôn nè anh chị đó. Đây đó, như anh chị đó, đó là hệ thống cấp thoát nước này đó. Thì ở đây thì anh chị mình có thể là mua mình để đầu tư, xin lời. Quy mô ở đây thì gần 70 này nha anh chị. Ngang ở đây thì mỗi nền nó là ngang 5m. Ở đây nha anh chị, ở đây ngang mỗi nền nó là ngang 5m này anh chị. Đó. Sâu ở đây thì dao động từ là 21 tới 22m². Đó anh chị đó. Đó. Ở đây thì giá chỉ có là từ 10,5 triệu cho tới 12 triệu một mét vuông thôi nha quý anh chị. Ở đây thì sổ hồng 2021 full thổ cư xây dựng tự do. Ở đây thì khi anh chị mua ở đây thì cơ hội nhân 2 nhân 3 dòng tiền dành cho mình. Ở đây thì nó gần với các trung tâm du lịch, các resort, còn gần sân bay quốc tế Cam Ranh và gần cao tốc. Thì như đoạn đầu thì Hùng có chia sẻ với anh chị, thì khi mà cái vị trí đất này nó gần với cái cao tốc, khi cao tốc đi vào khai thác vận hành. Thì hiện tại thì cao tốc thì đang được khởi công rồi, đang được khởi công thì dự kiến hoàn thành khoảng 2 năm nữa. Thì khi 2 năm nữa thì tất cả những lưu lượng xe lớn sẽ không còn đi trên con đường quốc lộ 1A này nữa. Và vô tình thì con đường quốc lộ 1A này sẽ trở thành con đường nội đô đi qua trung tâm thị trấn của Cam Đức của huyện Cam Lâm nha mọi người. Đây như Hùng đang đi ra lại này đó mọi người, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Thì nếu như quý anh chị nào quan tâm đến vị trí đất nền Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, có thể kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349. Thì Hùng rất hân hạnh được chia sẻ thông tin cơ hội đầu tư tới tất cả quý anh chị. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị.